vụ chi 20 tỷ đồng điều chuyển giám đốc công an. Trùm cuối bị đề nghị mức án 22 đến 26 năm tù. Bất cập giá điện sinh hoạt cao hơn giá điện sản xuất của doanh nghiệp. Vụ đại gia Lan đột biến buôn than lậu, lắt léo đường đi 2,7 triệu tấn than. Vụ chi 20 tỷ đồng điều chuyển giám đốc công an, trùm cuối bị đề nghị mức án 22 đến 26 năm tù. Thưa quý vị và các bạn, một luật sư tham gia phiên tòa ở An Giang cho rằng mức án này là đúng với tội danh vì Vũ Văn Quý được xem là trùm cuối của việc lừa đảo và rửa tiền. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang bước vào ngày thứ hai xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ điều chuyển công tác Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang truy tố Vũ Văn Quý, ngụ Hải Phòng, các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm, Đào Ngọc Cảnh, lần lượt quê Quảng Ngãi, Hà Nội, Đà Nẵng, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Chí Mãnh ở An Giang tội đưa hối lộ. Sau khi hội đồng xét xử làm rõ các tình tiết tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Quý từ 12 đến 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10 đến 12 năm tù tội rửa tiền. Tổng hình phạt Quý phải chịu từ 22 đến 26 năm tù. Một luật sư tham gia tại tòa cho biết mức án này là đúng với tội danh vì Quý được xem là trùm cuối của việc lừa đảo và rửa tiền. Trong khi đó, cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Ngô Văn Trọng và Hoàng Thị Tâm đề nghị mức án từ 10 đến 12 năm tù. Bị cáo Đào Ngọc Cảnh bị đề nghị từ 8 đến 10 năm tù. Đối với Trần Chí Mãnh, vừa là bị cáo cũng vừa là bị hại, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã đề nghị mức án 9 đến 11 năm tù về tội đưa hối lộ. Theo cáo trạng, Cảnh là người biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản mà còn tạo điều kiện sắp xếp thời gian để nhóm của Trọng gặp Mãnh, thỏa thuận việc điều chuyển cán bộ theo yêu cầu của Mãnh. Đồng thời, Quý, Trọng, Tâm biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ với cán bộ cấp cao ở Trung ương nhằm tạo lòng tin cho bị hại là Trần Chí Mãnh để chiếm đoạt tài sản của nhau hưởng lợi. Vũ Văn Quý, Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm và Đào Ngọc Cảnh đã có hành vi giúp sức bàn bạc cấu kết đưa ra thủ đoạn gian dối về các mối quan hệ xã hội lớn để tác động điều chuyển cán bộ đi nơi khác nhằm tạo sự tin tưởng để chiếm đoạt số tiền 2,3 tỷ đồng của Trần Chí Mãnh. Trong khi đó, Quý hưởng lợi 2,1 tỷ đồng, Trọng và Tâm mỗi người hưởng lợi 100 triệu đồng, còn Cảnh được hưởng lợi 50 triệu đồng từ Mãnh. Trần Chí Mãnh đã có hành vi qua trung gian đưa 10 tỷ đồng cho nhóm Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm, Vũ Văn Quý để hối lộ người có chức vụ quyền hạn, điều chuyển cán bộ đi nơi khác theo yêu cầu của Mãnh. Vì vậy, Quý, Trọng, Tâm, Mãnh và Cảnh phải chịu trách nhiệm hình sự về những hành vi đã thực hiện, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân nêu rõ. Dự kiến, ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang sẽ tuyên án. Vụ đại gia Lan đột biến buôn than lậu, lắt léo đường đi 2,7 triệu tấn than. Thưa quý vị và các bạn, các đối tượng bắt tay nhau khai thác trái phép mỏ than Minh Tiến với công suất gấp hơn 47 lần trữ lượng được cấp phép. Liên quan tới hoạt động khai thác tiêu thụ trái phép hàng triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 33 đối tượng trong vụ vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, mua bán trái phép vật liệu nổ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, mua bán trái phép hóa đơn, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số đó, hai đối tượng đáng chú ý là Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang, sinh năm 1988, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là hai đại gia có tiếng đất Quảng Ninh trong lĩnh vực than lậu. Theo cáo trạng, tại tỉnh Thái Nguyên, lợi dụng việc công ty cổ phần Yên Phước được cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ than Minh Tiến, công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hải Dương do Thanh và Giang góp vốn đã bắt tay với Châu Thị Mỹ Linh, tổng giám đốc công ty cổ phần Yên Phước để đưa công nhân máy móc vào khai thác trái phép than khoáng sản với công suất gấp hơn 47 lần trữ lượng được cấp phép. Với sự giúp sức của hai anh em Thanh và Giang, Linh đã thực hiện chót lọt việc khai thác trái phép hơn 3 triệu tấn than và 420.000 mét khối bã sàng và lá đen, vượt qua hàng chục lần so với sản lượng được cấp trong giấy phép, thu lợi bất chính hơn 213 tỷ đồng. Để hợp thức hóa số than khai thác trái phép được nhóm của Linh đã mua bán trái phép hóa đơn. Cụ thể, công ty cổ phần vật liệu xây dựng An Khánh mua 606.152 tấn than, 38,479 mét khối bã sàng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thiết bị công nghiệp Việt Nhật, nhà máy giấy An Hòa mua 11.183 tấn than cám, giá trị hơn 11,2 tỷ đồng.
các đối tượng bán lẻ cho một số cá nhân khác 159 tấn than và 94.364 mét khối bã sàng, thu số tiền 15,6 tỷ đồng. Ngoài ra, số lượng than bã sàng đã được vận chuyển từ mỏ than Minh Tiến về các bãi tập kết tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương từ năm 2019 đến năm 2021 để sang tuyển, phối trộn với than mua từ nguồn khác là 464.535 tấn than cám, có 153.868 tấn bã sàng. Số lượng còn tồn trên bãi chân mỏ than Minh Tiến và bãi núi Voi, tỉnh Thái Nguyên là 86.265 tấn, gồm 64.418 tấn than cám và 21.847 tấn bã sàng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định, từ năm 2017 đến năm 2021, công ty Đông Bắc Hải Dương cũng đã mua các nguồn khác với số lượng 1.477.698 tấn than cám, 866.330 tấn bã sàng. Cụ thể, sau khi phối trộn các nguồn than khai thác trái phép từ mỏ Minh Tiến nhập khẩu, mua của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, mua lậu không hóa đơn, công ty Đông Bắc Hải Dương xuất bán cho nhà máy nhiệt điện Thăng Long thông qua công ty SHN 1.271.125 tấn than cám, giá trị hơn 1.977 tỷ đồng, 11.888 tấn bã sàng, giá trị 3.563 tỷ đồng, nhà máy nhiệt điện Phúc Thịnh 145.685 tấn than cám, giá trị 167.340 tỷ đồng, nhà máy nhiệt điện An Khánh 88.492 tấn, giá trị 67.648 tỷ đồng và một số khách hàng khác 528.790 tấn, giá trị 636.066 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định số tiền nhóm thành viên góp vốn của công ty Đông Bắc Hải Dương đã thu lời bất chính từ việc khai thác trái phép tại mỏ than Minh Tiến là hơn 213,5 tỷ đồng, đã trừ khoản thanh toán cho Châu Thị Mỹ Linh gần 163,5 tỷ đồng, Ngụy Quang Thuyên gần 9,8 tỷ đồng. Bất cập giá điện sinh hoạt cao hơn giá điện sản xuất của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận xét chính sách giá điện như hiện nay không khuyến khích doanh nghiệp đầu tư máy móc, trang thiết bị ít tiêu hao năng lượng. Mỗi lần tăng giá điện, người dân đều cảm thấy không thoải mái. Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội liên quan đến giá điện, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu, việc chính phủ đã tiếp tục nghiên cứu xác định phương án điều chỉnh giá điện phù hợp. Việc này hạn chế tối đa tác động cộng hưởng của việc điều chỉnh giá điện đến lạm phát, chi phí sản xuất sinh hoạt của người dân, đồng thời bảo đảm nguồn lực đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện cho doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện, giữ vững an ninh năng lượng, an ninh lương thực trong nước. Cũng từ ngày 4 tháng 5, giá điện đã tăng 3% sau 4 năm kìm giữ, lên mức giá bán lẻ bình quân 1.920,37 đồng một kWh. Tuy nhiên, trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng việc tăng giá này của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khiến tăng chi phí đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh đơn hàng giảm, xuất khẩu giảm. Cơ quan thẩm tra cũng chỉ ra điểm không hợp lý trong cơ cấu giá của Bộ Công Thương, đó là giá điện sinh hoạt vẫn bù chéo cho sản xuất, trong đó chiếm số lượng lớn là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tức là giá điện sinh hoạt của người dân chi trả cao hơn giá điện sản xuất của các doanh nghiệp. Ủy ban Kinh tế cũng nhận xét chính sách giá điện như hiện nay không khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào máy móc, trang thiết bị ít tiêu hao năng lượng. Đó là lý do mỗi lần tăng giá điện, người dân đều cảm thấy không thoải mái, Ủy ban Kinh tế đánh giá. Theo số liệu giá thành sản xuất kinh doanh điện 2022 được Bộ Công Thương công bố cuối tháng 3, giá sản xuất là 2.032,26 đồng một kWh, tăng 9,27% so với năm 2021. Tức là với mức giá bán lẻ bình quân ở thời điểm trước khi tăng giá là 1.864,44 đồng, EVN bán lỗ gần 168 đồng một kWh. Chi phí đầu vào tăng vọt, chủ yếu từ khâu phát điện tăng gần 21,5% so với năm 2021 do giá nhiên liệu, than, khí dầu leo thang. Vì vậy, tập đoàn này lỗ hơn 36.294 tỷ đồng từ sản xuất kinh doanh điện. Sau khi trừ đi thu nhập tài chính khác, số lỗ của EVN năm ngoái hơn 26.200 tỷ đồng. Tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế đề nghị chính phủ làm rõ nguyên nhân chính của khoản lỗ này, sớm có giải pháp khắc phục bất cập trong cơ chế giá điện. Cũng theo cơ quan của Quốc hội, phát triển năng lượng tái tạo là chủ trương lớn, được thể chế hóa trong các chiến lược, cơ chế khuyến khích phát triển của chính phủ. Tuy nhiên, nguồn năng lượng này còn khó khăn khi điện tái tạo sản xuất không bán được, chưa thống nhất được về cơ chế giá, quy hoạch năng lượng, quy hoạch điện 8 chậm ban hành. Ngoài đề nghị của chính phủ bổ sung đánh giá làm rõ thêm vấn đề, Ủy ban Kinh tế lưu ý chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ các dự án về nguồn và lưới điện,
chủ động phương án và nguồn cung than, khí phục vụ sản xuất và vận hành hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong mùa cao điểm nắng nóng sắp tới. Sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu có bất cập. Về vấn đề giá xăng dầu, Ủy ban Kinh tế cũng chỉ ra việc sử dụng bình ổn quỹ xăng dầu có bất cập. Theo đó, việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu dẫn đến bỏ lỡ tín hiệu của thị trường, tiềm ẩn sự không minh bạch. Chẳng hạn trong kỳ điều hành, nếu chỉ sử dụng quỹ thì giảm bớt biên độ biến động giá. Nhưng nếu giá thế giới tiếp tục tăng trong kỳ điều hành tiếp theo mà quỹ bình ổn không còn thì giá trong nước sẽ cao hơn thế giới. Ủy ban này cũng dẫn ý kiến của Thanh tra Chính phủ, nhận xét quản lý quỹ bình ổn giá còn nhiều vấn đề gần như không quản lý được. Trong bối cảnh Nghị định 95/2021, sau hơn một năm có hiệu lực, bộc lộ những vướng mắc, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi để kịp thời tháo gỡ hạn chế trên thị trường xăng dầu.